thì như chúng ta biết đó là cái uh, cái uh, cái cái ở ở độ tuổi mà thanh thiếu niên hoặc là dưới đó chút xíu tức là từ khoảng 12 trở lên lớn 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 hơn nữa và thậm chí bây giờ có thể độ tuổi nhỏ hơn nữa uh, nó đã tập làm quen với những cái uh, những cái hoạt động nó mang tính cách gây cảm giác mạnh uh, người ta gọi đó là những cái hình thức mà thử nghiệm trải nghiệm những cái cảm giác mạnh những cái điều mới lạ của thế giới trong đó nó không phải chỉ có thuốc lá đâu trong đó nó có gì quần áo tóc tai đua xe sử dụng cả những chất cấm khác ví dụ như một chút ví dụ như rượu hoặc bia hoặc là những cái những cái trò chơi nguy hiểm nữa đứng trên cầu nhảy xuống nhảy xuống nước rồi hay là nhiều cái đua xe đó tất cả những cái đó đều là những cái trải nghiệm nó mang tính cách gọi là cảm giác mạnh hay người ta gọi là những cái uh, những cái những 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 cái uh, những cái, uh, những, cái uh, những cái cảm giác nguy hiểm rất là dễ gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đó. Thì trong đó thuốc lá nó cũng là một thành phần yeah. trong những nhiều thế hệ từ thế hệ của tôi cho tới thế hệ của em và những thế hệ trẻ hơn nữa thì bao giờ mình cũng sẽ có những cái thời điểm mình 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 đã thử qua yeah. những cái cái, cái 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 hoạt động như vậy thì trong cái thuốc lá là một cái, cái cái hoạt động nó dễ bị tiêm diễm tại sao thuốc lá là một hành vi đơn giản anh phóng xe nhanh yeah. là một điều anh phải vi phạm trật tự công cộng anh phải có xe anh phải mượn được xe yeah. đó hoặc là anh muốn chơi những trò chơi nguy hiểm anh có một cái phải có một cái khung cảnh còn thuốc yeah. lá là một cái, cái, cái anh có thể nhét túi ra cái anh mời người bạn yeah. hoặc là hai ba người ngồi hút với nhau đó yeah. thì chuyển qua cái giai đoạn mà mới đó thì bây giờ những cái vấn đề về chúng ta đã biết những cái tác hại của thuốc lá điếu trong đó với ngoài cái nicotine là cái dẫn chất cái dẫn xuất chính ừ, ban đầu tiên người ta chỉ xài người ta chỉ tận dụng làm cách nào để kéo cái nicotine lên, lên trên não thôi yeah. thông qua đốt cái đó nhưng mà sau đó để mà tăng cường thêm những cái hiệu ứng đó, người ta phải trộn vào rất là nhiều chất để mà tạo mùi để mà tạo cái độ gọi là xuyên qua hàng rào mạch máu não nhanh hơn yeah. tại vì những cái thuốc lá bây giờ đó thì người ta tính toán ra rằng nó chỉ cần 15 giây là nó đã đi lên trên não rồi yeah. ít có cái chất nào ma túy hoặc là những chất gây nghiện nào nó có thể đi nhanh được như vậy đi lên qua hàng rào bánh não tại vì tại vì cái nicotine nó nó có thể là một trong rất là ít chất có thể đi xuyên thẳng lên hàng rào bánh máu não luôn yeah. cùng với lại đường tại vì có nhiều chất á mình có cho trong người nó cũng không lên hàng rào bánh máu não được nó bị chặn lại liền yeah. đó còn nicotine nó lên được hàng rào bánh máu não trong vòng trong vòng nhanh nhất là 15 giây Ừ. nhanh nhất là 15 giây mình kéo hơi xong mình ngồi chút xíu là bắt đầu cái não mình nó vận động liền yeah. nhưng mà cái nguy hiểm của những cái thuốc lá điếu ngày xưa đó là nó tẩm nhiều chất quá và bản thân cái giấy nó cũng là một cái 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 hình thức nguy hiểm nữa nó còn người ta tính ra khoảng chừng độ vài ngàn chất nó tẩm vào yeah. trong một điếu thuốc lá vậy vậy nó gây ra vô số ta có thể có một cái bản uh, chúng ta thiếu tất cả những cơ quan đều bị ảnh hưởng tới cái vấn đề thuốc lá chúng thuốc lá điếu hết yeah. thuốc lá điện tử nó được sinh ra À, mới đầu người ta nói là tôi chỉ pha một cái bầu nước, tôi đun nóng nó lên, tạo thành cái khói, tôi kéo cái khói đó, tôi chỉ lấy nicotine thôi. À, thì à, cái những cái người sản xuất rồi những người đó, nhưng mà để cạnh tranh với nhau, thì giống những cái bầu mà nó chứa người ta quảng cáo là chứa nicotine và hương thơm, yeah. thì vô tình mình đã phải kéo cái cái hương thơm đi vào trong đó rồi. À, và như vậy là đã thêm một cái chất độc hại vào. Yeah. Như vậy thì nó cũng không kém gì. Những cái có thể là nó ít hơn nhưng mà nó vẫn nguy hiểm yeah. Và như tôi lặp lại là ở lứa tuổi cấp 2, cấp 3 Cuối lứa tuổi cấp 2 yeah. Tại bây giờ trẻ em phát triển lẹ lắm Thậm chí tôi không nghĩ là 12 tuổi nó đã vậy Thì nó có thể bây giờ vậy thì càng ngày nó càng sớm hơn nữa yeah. Thì nó đã có những cái nó 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 đã có những cái trải qua những cái cảm giác mạnh đó rồi Và như vậy nó rất là thu hút và đồng thời đó chúng ta biết trẻ em nó luôn luôn nó thích tập làm giống giống người lớn. Yeah. Nó muốn làm người lớn. Những người lớn nó qua cầm điếu thuốc đi nghe, nhìn thấy nó có vẻ nó 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 chỉnh chạc hơn. Đó, nhìn thấy nó, nó chỉnh chạc hơn, nhìn thấy mình có một cái tầm cỡ hơn. Yeah. Rồi mình trải qua một cái cảm giác mạnh và thậm chí là một cái cảm giác mình gọi là đối kháng nữa. Yeah. Tức là mình hay làm những cái tuổi thanh niên đi, uh, họ thích làm những cái điều gì mà những người lớn, nhà trường, gia đình họ ngăn cản thì trong âm thầm họ lại càng càng thích làm cái điều đó hơn yeah. ừ. cha mẹ không muốn muốn tóc tại vàng, cứ đi nhuộm Xỏ yeah. khuyên rồi mặc quần áo và thậm chí cả tatu yeah. xâm lên mình một chút rồi đó để cha mẹ hay nhà trường ít ai thức đó nhưng mà mình tức thích, yeah. thích làm yeah, vâng. nó là một cái tâm lý phản kháng yeah. rồi kể đến là một cái tâm lý là một cái tâm lý một cái tâm lý tập thể tức là trong cả một nhóm này đó thì là mình sẽ tất cả các bạn sẽ mình sẽ phải hội nhập vào một cái nhóm nào đó trong cái group đó thì các bạn sử dụng thuốc lá điện tử các bạn có xâm xâm chút xíu rồi các bạn đi bar rồi các bạn lén 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 đi uống bia rượu mình cũng phải hội nhập nếu mình muốn ở trong cái nhóm đó. đó thì đó là những cái tâm lý đó nó dễ là một cái môi trường rất là nhạy cảm để mà sử dụng thuốc lá và tôi nhấn mạnh luôn không phải chỉ có thuốc lá mà là thậm chí đó là cơ sở của những chất gây nghiện tại vì người ta biết những người nghiện về sau này á thì đều có những cái khởi đầu từ lứa tuổi thanh thiếu niên hết không có ai mà dù 30 ba tuổi mà bắt đầu cái sự nghiệp nghiện hút của mình đâu người ta đã có những cái đó từ cái lúc còn trẻ và có thể bỏ buông bỏ nó rồi sau nó lại tái lập lại rồi sau lại hoặc là duy trì rồi sau đó càng ngày càng nặng lên dần đó thì đó là những cái, cái 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 những cái yếu tố những cái độ tuổi mình coi là những độ tuổi có nguy cơ trong vấn đề mà sử dụng chất tất cả mọi chất kể cả thuốc lá thuốc lá điếu hoặc là thuốc lá điện tử luôn điều đó cuối cùng đưa ra kết luận là rất nhiều người làm quen với lại những chất gây nghiện nhưng mà những người mà bị kẹt lại ở trong chất gây nghiện là những người có vấn đề ở trong cuộc sống thực tại giống như hồi nãy tôi nói đó nó có một vấn đề nó đã từng tồn tại rồi và bây giờ cái chất xúc tác là cái chất gây nghiện nó đưa vào trong đây và nó trở thành gọi là những cái phản ứng mang tính cách là kéo dài và trường diễn luôn đó chúng ta phải hiểu như vậy vì vậy những cái người những em nào mà chúng ta nhìn thấy trước cái nguy cơ nếu mà nó chơi chất gây nghiện nó có thể bị nghiện là những cái em đó có một cái vấn đề về tâm lý về mặt thể chất hoặc là về những cái biến cố trong cuộc sống nó quá dày đặc thì những người đó nếu mà họ sử dụng những cái, cái chất gây nghiện họ dễ có nguy cơ bị kẹt lại trong cái chất đó nhiều hơn là một người sống lành mạnh đó, không có vấn đề gì hết. họ làm quen lần họ thấy chẳng có gì cả họ rời bỏ nó Yeah. À, nhớ điều đó giùm.